Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Đạt đến rồi. Hôm nay anh em mình là đang có một cái tiếp nhận được một thông tin là có một hoàn cảnh gia đình này rất khó khăn. Cụ bà này là sống neo đơn ở một mình và hiện tại là cụ đang bị mắc chứng bệnh về xương khớp ấy. Thì là ý định của hai anh em mình là muốn đón cụ về Phúc Lâm Đường. Thì thay vì mình trao cho họ tiền bạc thì mình sẽ trao cho họ cái sức khỏe. Và sau khi mà điều trị xong ở Phúc Lâm Đường thì Đạt cũng sẽ trích một phần từ quỹ từ thiện Phúc Lâm Đường để trao cho cụ, để cụ có thể trang trải. Hoặc nếu như cụ có ý muốn mà ở lại Phúc Lâm Đường thì Đạt cũng luôn sẵn sàng. Và hôm nay thì xe của Đạt thì đây. Xe của Đạt đây. Thì sợ là không đủ chỗ để cho cụ, biết đâu là tại vì xe của Đạt thì chỉ có 4 chỗ thôi. Thì sợ là nếu như mà có người nhà của cụ đi theo nữa ấy, thì là 4 chỗ và thì đây đã có 3 người rồi ấy, thì không đủ chỗ. Cho nên là hôm nay là mình huy động thêm cả mẹ và dì của mình ở đây. Đây là mẹ của mình này và dì của mình. Đây là hai con người mà gần như là tượng đài của Đạt. Bởi vì là mẹ và dì là hai người mà đi từ thiện rất là nhiều. Và mình cũng học hỏi được từ mẹ và dì của mình là cái tâm luôn hướng thiện và luôn luôn suy nghĩ là muốn giúp đỡ mọi người khi mà mình đã có điều kiện để mà giúp đỡ những mảnh đời khó khăn. Thì hôm nay là nhờ dì và mẹ đi xe của mẹ Đạt đây. Xe của mẹ Đạt đây để đi đón cụ về Phúc Lâm Đường các bạn nhé. Thưa quý vị, là hiện tại thì đã đến gia đình nhà cụ rồi. Thì bây giờ chúng ta hãy cùng vào để tham quan và xem là cái hoàn cảnh của cụ hiện tại đang khó khăn đến như thế nào nhé. À đây. Chào chào chú ạ. Vâng. À. Cháu thì xin giới thiệu là cháu là chủ tịch hội đồng quản trị của công ty cổ phần Nam Dược Phúc Lâm và cũng như là chủ của phòng chẩn trị y học cổ truyền Phúc Lâm Đường. Thì là cũng nghe thấy hoàn cảnh gia đình nhà mình là cũng khó khăn ấy. Thì là thứ nhất là bà thì bây giờ đang ở một mình ở đây đúng không ạ? Vâng. Vâng. Thì cháu muốn đến là xem là thấy có nói là bà cũng đang bị bệnh đau xương khớp đúng không ạ? Bà bị đau ở đâu ạ? Cái ngón này của bà là gần như là co lại lâu rồi đúng không ạ? Vâng. Khoảng bao nhiêu năm rồi hả bà? Thế bà bị đau, bị quắp thế này là hơn 20 năm rồi ạ? Hơn, từ ngày ông ấy còn sống. Từ ngày mà ở ngoài đường cái, ở nhà ngoài đường cái. Mấy năm trước là bà vẫn làm được đúng không? Hai năm nay là mình không làm được. Không làm được. Vâng. Hai năm nay là không làm được. Mùa đông là bà bị cứng ở bên. Cho cháu xem cái tay của bà thế này. Tay không cầm được đũa. À, thế này là... Cháu lại tưởng là tay của bà bị teo nhưng không phải, hai tay vẫn cân nhau. Thế tay bên này là bà cử động có khó khăn không? Đồng nó mà nó đau ở trong này. Đau ở đây ạ? Đau. Vâng. Cháy nắng trời rời là nó nội cả kéo. Vâng. Ở lách. Thế thì trên cơ thể của bà còn đau ở đâu nữa không ạ? Trước thì bị tai nạn xe máy. Vâng. Thì khỏi rồi. Vâng. Đấy. Bị đau lưng, đau xương. Thỉnh thoảng là vẫn đau ở dưới này này. À, thế ạ. Thế còn về cái đốt sống cổ, đốt sống lưng này của bà vẫn tốt chứ? Hay vâng, là vẫn không bình thường. À, thế là hiện tại bây giờ là bà chỉ gặp vấn đề ở cái tay thôi đúng không? Cái tay thôi. Cái tay. Đấy. Tay là thứ nhất là mình vận động khó khăn này. Và cái thứ hai nó có đau nữa không ạ? Nó chữa nóng, chữa rơi nó mới đau, đi buốt nó bị giật cái theo cái đường gân này. Vâng. Nó nổi cả kéo. Vâng. Thế bây giờ da nắng là vào là tối sâm mặt. Đấy. Thế bà có bị đau đầu không ạ? Thỉnh thoảng có đấy, chóng mặt. Vâng. Hay chóng mặt. Rồi ạ. Thế đó. Thì bây giờ là cháu là muốn đón bà về Phúc Lâm Đường ngay ở gần Ao Vua này thôi. Để chữa cho bà khỏi thì cháu đưa bà về mà cháu sẽ nuôi ăn nuôi ở bà. Bà không, có chịu không? Không vào đâu. À không vào. Tôi lúc này tôi bảo ghế cháu này rồi. Đúng rồi, bây giờ
người già ở đâu âu đấy mà. Vâng. Ở đây quen rồi mà sợ vào trong kia. Nếu mà được như thế thì tôi cảm ơn các cô, các anh, các chị. Vâng. Đấy, được cảm ơn. Vâng. Đấy. Còn bảo vào đấy ăn ở trong ấy tôi không vào. Vâng. Đấy là sự thật. Vâng. Thế thì cháu thì cháu vẫn mong muốn là làm sao để phục hồi cái tay cho bà. Vâng. Thì nếu như mà bà mà không muốn ấy thì cái hoàn cảnh gia đình này nhà bà khó khăn ấy thì cháu cũng là xin phép trích ra 5 triệu đồng từ quỹ từ thiện của Phúc Lâm Đường để gửi tặng cho bà nhé. Vâng. Đó. Thì đây quý vị có thể vào xem qua cái hoàn cảnh gia đình của bà đây. Thế là tối bà ngủ ở đây ạ. Vâng. Mái này của bà như này. Có bị rột không bà? Có, bị mưa là rột ạ. Vâng. Thế ở trên này là tóc xuống. Vâng. Trên này. Thế thì bình thường là ở nhà thì bà làm gì ạ? Tôi chả làm gì, cái tay đây chả cầm, chả. Vâng. Chả có ruộng. Vâng. Cho các. Thế là ruộng không có. Không làm gì. Có mới con ruộng là cho các con hết rồi. Vâng. Đấy, nói thật đấy. Thế thì nhà bà khó khăn quá bà nhỉ? Thế bà ở một mình này lâu chưa ạ? Từ ngày nhà tôi ông mất cơ. Thế là cũng phải đến 20 năm rồi. Hơn 20 năm nay. Vâng, tại vì cháu thấy bà bảo là từ ngày ông mất là tay của bà bị, mà bà bảo là tay bị 20 tôi năm rồi. Tôi trước là bị, mà 2 năm nay là nó bị đau. Trước là vượt bình thường. Vâng. Đó. Thì cháu lại tưởng là bà muốn về chữa ở trong kia. Tôi không vào. Vâng. Thôi để nếu mà sang năm tôi mà có thế nào rồi. Thì vâng. Là tôi nhờ là các cháu ở đây, các anh chị. Dạ, vâng. Đấy. Vâng. Thế thì bình thường là ở nhà thì bà làm gì bà? Không làm gì cả. Bà không làm gì. Vâng. Vâng. Đấy, quý vị có thể thấy là hoàn cảnh cụ là ở một mình rất là neo đơn. Vâng. Là bây giờ tay là liệt không làm được gì cả. Mỗi một tháng là được xã họ cho là 350.000. Một xã cho là ăn, là vừa ăn chi tiêu là đấy. Vâng. Nói chung là tiết kiệm trong một tháng. Mà xã người ta cho các qua nó có cho dần dần đưa vào đây đi vào đây cơ có cháu đấy cái phòng chuẩn trị của cháu thì ngay ở trong Hoa Vua đấy. Vâng. Xã thường thoảng vẫn chiều cố là mình chưa đến tuổi 80 tuổi được rồi tiền thủ cấp cả. Vâng. Nhưng mà xã ta thấy thế là người ta một tháng là cho vài trăm. Vâng. Thì tay của bà như thế kia thì nhưng mà về Phúc Lâm Đường thì chắc chỉ mất khoảng độ 15 ngày thôi. Thì là ở đấy là có người nấu nướng cho ăn rồi đun thuốc cho uống thì hoàn toàn miễn phí mà bà lại không thích đi. Tại vì ở nhà bà cũng có làm gì đâu. Vâng. Tôi không đi khỏi nhà này đâu. Và quý vị ạ, người già họ như vậy đấy. Ở đâu là âu đấy, quen rồi. Và đi sang một cái môi trường khác là họ sợ là lạ giường, lạ nước, lạ cái rồi thì vào sợ đấy là mất ngủ không. Đó, vâng, chính xác. Bây giờ tôi cứ ra nắng vào trong nhà là tối sâm mặt nữa. Vâng, rất là nguy hiểm. Chỗ Phúc Lâm Đường mà điều trị xong thì chắc chỉ 2-3 ngày là bà hết luôn, tối bà, hết luôn. Bà không đi. Hầu như ai đến cũng khỏi, không có ai không. Thế là chú là cũng bị đau hả chú? Đấy, nên nó không bị xuống khớp đấy. Thì vào đấy mà ngồi. À, chú ngồi đây đi ạ. Từ đau phổi bây giờ bị phổi đây đó. Đau phổi đấy còn vẫn đỡ đần được gia đình vợ con. Vâng. Nhưng mà vừa rồi nó ra chuyển sang cái phổi tắc nghẽn. Bây giờ là thường xuyên là cứ phải mỗi tháng là về Hà Nội lấy thuốc một lần. Thế là hiện tại bây giờ là chú có làm công việc gì không hay là không làm cái gì? Thế thì cô nhà chỉ mình chăn nuôi ở nhà. Vợ ở nhà là cô nhà mình là chăn nuôi ở nhà. Vợ đi làm phụ hồ. Thôi. Cô đi làm phụ hồ và chăn nuôi đúng không ạ? Đó. Nhà chú ngay gần đây đúng không? Đấy, nhà thế này, con cả đấy. Thế là chú bị bao nhiêu năm rồi hả chú? Bị phổi mất là được phổi là 4 năm. 2010. Vâng. Bắt đầu điều trị phổi. Xong đến 2017. Vâng. Thì chuyển sang nó bị tái phát chuyển sang phổi tắc nghẽn. Phổi tắc nghẽn. Đấy từ năm đến nay thì vừa rồi vừa tí chết vì bệnh Covid, vừa rồi tiêm mũi 4 đấy, nó phải tái phát bệnh. Vâng. Phải vừa rồi phải vừa đi Ba Vì này, xong lại phải chuyển đi Hà Nội này. Vâng. Để xét nghiệm máu. Vâng. Vừa rồi nó nhiễm Covid. Thế là mỗi tháng là chú lại phải xuống Hà Nội lấy thuốc một lần đúng không? Có 2 năm vừa rồi nó Covid đấy thì không đi được. Vâng. Thì mất 2 năm đấy là mình mua thuốc ở ngoài. Vâng. Mua thuốc ở dưới
hiệu thuốc. Thì mỗi tháng là chú hết bao nhiêu tiền thuốc ạ? Mỗi một tháng bình quân là hết cứ mỗi một tháng là uống 20 ngày, nghỉ 10 ngày. À. Đấy, tháng nào như tháng nào. Bây giờ hiện tại bây giờ là vừa dùng thuốc xịt cổ này, vừa thuốc ký dung này. Vâng. Mình mua máy về tận nhà luôn. Vâng. Vì dùng máy ở nhà. Thế thỉnh thoảng nó có lên cơn khó thở không chú? Ngày nào cũng đến cơn. Cứ buổi tầm 6 giờ sáng. Nó theo cơn đấy chú nhỉ? Nó theo cơn. Nó theo giờ. Nó khó thở lắm không chú? Nó khó thở mà nó ngạt thở. Nếu bình thường mà nếu mà mình đi tắm nước lạnh ấy mà không chủ quan là dính xỉu luôn nhà mẹ. Nhà tắm luôn. Cũng nguy hiểm nhỉ. Thế chú năm nay là chú bao nhiêu tuổi rồi? 54. Sinh năm 68. À. Vâng. Thế thì khả năng là sang bên nhà chú tham quan một chút nhỉ. Nhà thì đây. À, đi theo hướng này ạ? Đây, đây, cổng dưới này. À, vâng. Nhà thì, nhà đây thì cụ nhà nước hỗ trợ làm này. À, thế ạ. Làm 2007. 2007. Thế là nhà chú được mấy em ạ? Nhà được 2 em. 2 em. Một em thì học là lớp 10. Vâng. Một em thì đang học lớp 8. À, đây là nhà mà nhà nước hỗ trợ xây đấy quý vị ạ. Trần như này thì mùa hè chắc là nóng lắm đấy. Trần tôn này. Đây, bệnh án đây. Một tủ bệnh án. Đây, đây là cái bệnh án của từ Hà Nội rồi. Đúng ra là cháu cũng định đón bà về đấy chữa cho bà khỏi cái tay. Bởi vì bệnh nhân bên cháu là những cái trường hợp như bà này nhiều lắm chú ạ. Nên là nhưng mà bà lại không muốn đi thì thôi, thì hỗ trợ cho bà ít nhiều thì bà ăn gì bà tiêu gì thì bà tự túc thôi. Còn bây giờ chú cũng khó khăn thế này thì bây giờ các thầy cô giáo cũng đến cũng ủng hộ cho các cháu. Vì gia đình khó khăn đến từ điện thoại các thứ là nhà trường cho tất. Vâng. Bây giờ là mất mấy năm rồi là đi toàn đi Hà Nội sang cả bên K74 Phú Thọ cơ. Vâng. Đấy. Và đấy hồ sơ bệnh án đấy. Tất toàn hồ sơ bệnh án từ Hà Nội, toàn Hà Nội rồi. Cho nên là thưa quý vị là cái sức khỏe của con người là cái quan trọng nhất. Đấy, kể cả mà giàu có đến mấy mà đến cái tuổi mà nhận từng này hồ sơ bệnh án thì cũng hơi nhiều. Vâng. Coi như là nó bây giờ sống vì nhờ thuốc rồi. Vâng. Bây giờ cứ không có thuốc là vâng. Không thì cháu thấy là hoàn cảnh gia đình nhà mình khó khăn như này ấy, thì thôi cháu xin phép là cháu cũng chả có nhiều đâu, cho nên là thôi thì bà nhà mình thì cháu xin phép hỗ trợ là 5 triệu, còn nhà chú thì cháu cũng xin phép là trích từ quỹ từ thiện Phúc Lâm Đường là 3 triệu đồng để gửi đến chú, gọi là trang trải ít nhiều. Chú cố gắng. Tôi thì cũng xin cảm ơn tất cả các cô, các bác và tất cả các em. Vâng. Thì cũng là bên từ thiện thì giúp gia đình gặp khó khăn. Thì vâng, gia đình anh thì đúng thật sự là khó khăn. Vâng. Khó khăn từ cái là bây giờ một mình lao động. Vâng. Cái ruộng là không có, đất ruộng là không có. Vâng. Đấy, thế thì bây giờ là anh ốm đau thì mỗi một mình vợ là vâng, bây giờ là nuôi ba không. Vâng. Thế bây giờ ở nhà chăn nuôi thì thật sự là không chăn nuôi được. Nó vừa rồi, năm vừa rồi là nó dịch hết. Vâng. Cả dân cả làng nó dịch chết hết. Vâng. Lại còn dính cái thời gian Covid nữa chứ nhỉ? Lại cũng không làm được gì. Đâm ra là khó khăn. Nhưng mà dù sao thì cháu cũng xin chúc mừng chú vì chú có một người vợ rất là tuyệt vời. Đi làm thì vâng, cô như thế là cô bây giờ là phải gánh vác cả gia đình ấy, thì cháu thấy là cô là người tuyệt vời đấy thì bây giờ cứ nghỉ ngày nào là coi như là gia đình nó vất vả ngày. Vâng. Vâng, thưa quý vị,
Đây là số tiền 3 triệu đồng được trích từ quỹ từ thiện của Phúc Lâm Đường ấy. Thì đây Vương trao cho chú, và có lời nào muốn nói với chú thì em nói đi. Con chúc chú có sức khỏe, cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn này. Như tôi thì anh cũng xin phép là nhận số tiền này là từ bên từ thiện, bên từ tất cả các anh các chị, và tất cả vì yêu thương gia đình và gia đình gặp khó khăn thì đến đây để hỗ trợ cho gia đình và các cháu. Vâng. Thì anh chị và các cháu cũng là xin cảm ơn tất cả các anh các chị và tất cả đến các em. Vâng. Xin cảm ơn. Vâng. Thì chú ơi, cháu thấy là cái hoàn cảnh gia đình của nhà mình là cũng rất là khó khăn ấy. Chú có thể để lại số điện thoại của chú. Chú đọc cái số điện thoại ra để khán giả của cháu ấy, rất là nhiều mạnh thường quân ở khắp nơi ấy, có thể là họ nhìn thấy hoàn cảnh của chú và họ muốn giúp đỡ cho chú, thì họ sẽ chủ động liên lạc với chú. Chứ còn cháu thì cháu sẽ không nhận bất cứ cái nguồn tiền nào từ các mạnh thường quân. Vâng. Chú Phùng, tên là gì ạ? Tên là Phùng Văn Quang. Phùng Văn Quang. Chỉ là thôn 7 Trà Mè, Bài Trại Ba Vì, Hà Nội. Số điện thoại của chú ạ? Số điện thoại là 03 751 33890. Vâng. Thôi được rồi, thế thì cháu sẽ đưa cái clip này lên, thì sẽ có những người mà họ nhìn thấy cái hoàn cảnh khó khăn của chú thì họ sẽ tự chủ động liên lạc với chú nhé. Thôi chú chúc chú mau chóng vượt qua cái giai đoạn khó khăn này. Vâng. Cảm ơn tất cả. Vâng. Rồi ạ. Cảm ơn tất cả các em nhé. Thì cháu xin phép là sang bên bà nhà mình một chút. Vâng. Chú nhé. Thế là bà đã nấu cơm chưa bà? Dạ. Bà đã nấu cơm chưa? Nấu rồi. À, nấu rồi à? Dạ. Thì cháu xin phép được bích cho bà. Thì chán quá thì cháu ở định đón bà về để chữa bệnh mà bà không đi thôi được rồi. Thế thì cháu như lúc nãy cháu cũng nói đấy, thì dạ, cháu có trích từ quỹ từ thiện của Phúc Lâm Đường là 5 triệu đồng là gửi cho bà, thì để bà trang trải, bà thích ăn gì bà ăn. Đấy. Vâng. Thế tôi bà xin nhé. Vâng. Xin các anh, các cô, tôi cảm ơn bên bên từ thiện. Tôi xin. À, thế là bà có thể cho cháu biết là bà tên là gì ạ? Tên là Ti ạ. Trần. Tôi Trần Thị Ti. Trần Thị Ti, và bà ở đâu ạ? Thôn 7. Ba Trại, Ba Vì, Hà Nội. Đó. Thôn 7, Ba Trại, Ba Vì, Hà Nội, đúng không ạ? Vâng. Thì bà có dùng số điện thoại không? Có. Bà đọc số điện thoại lên để... Thế tôi không biết đọc ạ. Tôi có điện thoại nhưng mà không biết đọc. Chú... Vâng. Đây, tại vì là bà cháu muốn đọc cái số điện thoại của bà lên để khi mà cái video của cháu được đăng lên ấy thì sẽ mà đen dùng đen trắng. Vâng. Thì biết đâu là có mạnh thường quân nào đấy xem được cái clip này và biết được cái hoàn cảnh gia đình của bà. Vâng. Là họ sẽ tìm về để hỗ trợ cho bà. Vâng. Đó, họ sẽ chủ động liên lạc vào số điện thoại của bà. Vâng. Vâng. Đây, điện thoại này. Vâng. Để cháu xem là số của bà là số bao nhiêu. Số của bà Ti là 0325445390. Vâng, quý vị những mạnh thường quân nào mà có ý muốn giúp đỡ cho hoàn cảnh của cụ ở đây thực sự là rất là khó khăn, thì quý vị có thể liên hệ với số điện thoại 0325445390. Thì quý vị hãy chủ động liên lạc vào cái số điện thoại này để gặp bà và hỗ trợ trực tiếp cho bà nhé. Chứ còn Đạt sẽ không nhận bất cứ một nguồn tiền nào từ bên ngoài để đi giúp đỡ mọi người, bởi vì là nó rất là phức tạp. Cái thứ hai nữa là cái quỹ từ thiện Phúc Lâm Đường này thì hoàn toàn là tiền của Phúc Lâm Đường, cho nên là Đạt không muốn nhận nguồn tiền từ bên ngoài. Vâng. Vâng, tôi cảm ơn các anh, các cô, các tất cả ở bên đoàn. Vâng. Tôi cảm ơn. Vâng. Thế thì tôi không biết nói gì hơn hết. Thế thì bà ấy thì là bà không muốn lên Phúc Lâm Đường, thì cháu cũng có một cái phương án rất là hay. Vâng. Đó là cháu sẽ gửi tặng thuốc cho bà. Bà vâng. uống. Vâng. Để làm sao cái tay của mình nó sẽ đỡ đi phần nào. Tại vì vâng. là cái về xương khớp này ấy, thì là mình phải kết hợp cả vật lý trị liệu và uống thuốc thì nó mới nhanh khỏi. Vâng. Còn nếu như mà bà chỉ uống thuốc không thì nó sẽ đỡ, nhưng mà mình sẽ uống kiên trì bà nhé. Vâng. Cháu sẽ hỗ trợ cho bà 3 tháng để sử dụng thuốc của bên Phúc Lâm Đường. Có thuốc chóng mặt không anh? Dạ. Chóng mặt hay chóng mặt? Chóng mặt là tiền đình. Đấy. Có thuốc tiền đình cho bà.
bật đấy. Quạt nên là một lúc nó không chống được là bị say. Vâng. Đấy. Thì thực tế ra những bệnh nhân ở bên Phúc Lâm Đường ấy thì thường là họ đã đi khám ở các bệnh viện rồi thì các cơ sở y tế ấy, thì khi mà có kết quả rồi ấy thì là bên Phúc Lâm Đường đã biết bệnh và sẽ gửi thuốc đi. Vâng. Đó thì hiện tại là bà vẫn chưa đi khám ở đâu đúng không ạ? Có, thỉnh thoảng đi khám. À đi khám thì người ta kết luận bà bị làm sao ạ? Y tá bảo có bình thường thôi. À thiếu máu. Thiếu máu ạ? Đấy. Vâng. Thế thì nếu như mà phương án tốt nhất thì là bà lên Phúc Lâm Đường một buổi thôi để kiểm tra xem là cái tình trạng sức khỏe của bà đến đâu, sau đó là sẽ đưa bà về đây. Đó. Nếu như mà bà muốn, còn nếu mà bà không muốn đi thì đấy là hoàn toàn là quyết định do bà. Vâng. Vâng. Thì bà có quyết định là lên đấy để khám một buổi xong? Tôi không đi ạ. Vâng. Thôi được rồi, thế thì bà không đi thì thôi. Thì chúc bà sức khỏe và sớm vượt qua được cái quãng thời gian khó khăn này bà nhé. Vâng, vâng. Tôi cảm ơn các anh, các chị coi là bên Trường Thiện giúp đỡ tôi. Tôi cảm ơn, tôi không biết nói gì hơn hết ạ. Vâng. Tôi cảm ơn ạ. Rồi, cháu chúc bà sức khỏe bà nhé. Vâng ạ. Nào, con có muốn nói với bà lời nào không? Vâng. Con chúc bà có sức khỏe. Tôi cảm ơn anh. Bên Trường Thiện coi là cũng giúp đỡ tôi, bản thân tôi để cho vượt cái năm nay xem mà tôi có sang năm tôi có khỏe không. Vâng. Thì tôi cảm ơn. Bị bại liệt mà Phúc Lâm Đồng chữa khỏi đấy. À. Vâng. Giới thiệu với bà, đây là em trai kết nghĩa của cháu. À. Bạn này thì gia đình hoàn cảnh cũng rất là khó khăn mà ở Sài Gòn hai mẹ con là không có nhà cửa. Vâng. Cháu em là cũng có thời gian là bị gần như là bị bại liệt. À. Thì là mẹ là cứ cho lên cái xe kéo đi khắp nơi để mẹ lượm ve chai để nuôi nó. À cái anh này. Vâng, thì hiện tại là cháu đang thì đón hai mẹ con về và làm việc tại Phúc Lâm Đường. À. Đó, thì hiện tại bây giờ là khỏe bao nhiêu phần trăm rồi? Đấy. 100%. Đấy, khỏe 100% rồi đấy bà. Quang thuốc thang bà anh. Vâng, thuốc của con thì nó lại liên quan đến. Đúng rồi, cái thuốc ở bên phổi ấy thì của chú thì chú ở bên la phổi thì nó vâng. Vâng. Thế còn bên đông y thì không can thiệp về bệnh la phổi được bà. Vâng. Thế còn cái thuốc của bà thì cháu sẽ cho người gửi đến tận nơi cho bà nhé. Vâng. Vâng. Số điện thoại của bà thì cháu đã lưu rồi. Vâng. Vâng. Thế thì thôi cháu xin phép bà. Vâng. Cảm ơn các anh, các vâng. Thế nào, hôm nay Vương lần đầu đi với anh thì thấy thế nào? Thế nào, Vương thấy đi từ thiện với anh có vui không? Dạ, vui. Sắp tới còn vui nữa cơ, bởi vì cái vòng quay Phúc Lâm Đường thì đang được hoàn thiện rồi. Cho nên là cái chương trình này thì nó sẽ rất là hồi hộp, gay cấn và kịch tính. Thì bởi vì là những hoàn cảnh khó khăn ấy, họ mà khi mà được quay cái vòng quay đó thì họ sẽ rất là hồi hộp, mong chờ có thể đón nhận được những cái món quà giá trị làm sao để cải thiện ít nhiều vào cái đời sống sinh hoạt hàng ngày của họ. Ví dụ như là trong cái phần thưởng của mấy vòng quay thì gồm có là có thể là một tạ gạo này, hoặc là 5 triệu, 10 triệu này, rồi thì xe đạp điện, rồi thì tủ lạnh, tivi, rồi thì các thứ đấy. Nên là họ mình nghĩ là khi mà vòng quay đến nhà ai thì gia đình họ sẽ rất là hào hứng. Thế còn video của anh em mình đến đây là xin được phép kết thúc để anh em đi ăn cơm, không đói. Đói chưa? Dạ, đói. Đấy, quý vị xem sắc mặt của em Vương hôm nay. Nói chung là cái sắc mặt của em Vương ấy, cái tình trạng sức khỏe của em Vương thì Đạt đánh giá là nó cải thiện theo từng ngày. Mỗi ngày em Vương lại thay đổi đi một chút. Mỗi ngày thay đổi đi một chút. Cho nên là như hôm nay là Đạt thấy là sắc mặt của em Vương, cái thần thái của em Vương đã hồi phục rất là nhiều rồi. Đúng không Vương? Yeah. Ok, thế chào mọi người nhé. Em chào mọi người bằng tiếng Bắc đi. Chào mọi người.
mọi người nhớ, mọi người nhớ đăng ký kênh YouTube của anh Đạt. Mình sẽ mở cái bài hát độc quyền của mình sắp sửa ra mắt cho mọi người nghe nhỉ, có nên không nhỉ? Bật mí nhỉ. Đây là bài hát của Đạt chuẩn bị ra mắt, mọi người nghe nhá hàng qua nhá. Tại vì thật ra thì cũng đọc một vài comment thì quý vị có nói là video ngắn quá. Thôi bây giờ mà video dài thì mình sẽ bật nhạc của mình lên thôi. Cái bài này là bài hát độc quyền của Đạt, mọi người nghe thử. Quên về một tình đầu xanh thắm, cứ ấp ôm hoài niệm lạc vào hư vô say đắm. Bóng dáng em yêu kiều dại khờ này còn trăm năm, khẽ ký giấy tờ hồng, mặc kệ em đã đi lấy chồng. Chờ sao cùng đến ngày đính hôn, đẹp như người ta đồn, trông xứng đôi thật. Rồi đời xưa giờ đây xa khuất, hàn huyên gì nữa thêm phí công. Không là đến không, anh đã thua rồi. Người thì đâu bận tâm những thứ xa xôi. Duyên phận trời ban anh chẳng mang, chỉ mong anh có nàng. Tương tư dơm phai phôi, bàn tay chợt buông cất bước vội vàng. Lòng anh lênh đênh nơi biển ngàn, cuộc sống sao phũ phàng. Chia đôi hai ta như cơn mưa qua, chờ chỉ những thứ xa xôi. Kiều hoa người lên theo bước chân ai về nhà. Mặc kệ mình ta ngồi đây nhìn theo đôi mắt chàng trai nhạc quê như anh làm sao mong ước với tới nàng. Chỉ đành ngậm ngùi nhìn một mối tình dở dang. Mây kia cứ trôi xó qua xa bầu trời, chỉ còn riêng anh ngồi nơi đây tâm trí sao rồi bời. Đang theo người ta nơi xa hoa kia có trao đón nàng. Chỉ mong người ta biết lâu khô dòng lệ rơi. Luôn hạnh phúc em nhà, mai người lên xe hoài riêng tình yêu này đến già. Luôn hạnh phúc em nhà, khuôn mặt phải thật tươi như trong bộ váy cưới trắng ngà. Dẫu bắt đầu từ đâu không hay, giữ nhất tình khô ai bên ai. Trách ai khi phải thương ai, tự làm tương lai anh thêm bi hài. Duyên phận trời ban anh chẳng mang, chỉ mong anh có nàng. Tương tư dương phai phôi, bàn tay chợt buông cất bước vội vàng. Lòng anh lênh đênh nơi biển ngàn, cuộc sống sao phũ phàng. Chia đôi ta như cơn mưa qua, chờ chỉ những thứ xa xôi. Kiều hoa người lên theo bước chân ai về nhà.